Em Phú yêu hoa lan, rảnh ngày hè thì em lại bán hàng cân cho các bác nhé. Đây mọi người có thể thấy là những cái cây chồn to như này, em gom 3 bản luôn. Đấy, anh em thấy sướng chưa, tươi giói luôn. Chỗ này là gần một tạ luôn anh em ạ. Phê lòi luôn. Chồn như này cân to là 190.000 cân anh nhé, anh em nhé. Hàng rất là đẹp luôn. VIP VIP VIP. Phê chưa? Đầy một nhà luôn. Dưới này là kho, em đang hong cái lô này. Hôm nay thì bạn ấy mang một bao ra thì bị dính mưa các bác nhé. Đấy, phải giải ra như này để cho nó bớt cái nước đi. Bởi vì là mình mà gửi lan mà dính nước thì coi như là tím luôn anh em nhé. Chính thức tím luôn đấy. Là nó hỏng, hỏng hết cây. Nên là phải giải ra như thế này. Thì em Phú vẫn có mật ong rừng xịn. Loại mật ong tháng 4, à tháng 3 là loại 340. Còn loại mật tháng 4 là 279. Mật tháng 4 là những cái loại là 6 thùng bên này mọi người nhé. Đấy, và mật tháng 3 là 7 thùng bên này. À, mọi người có thể thấy là em bán từ đầu năm đến giờ em phải bán khoảng 2 tấn mật ong. Đấy. Trước nó giải đều ra khắp cái kho này nhưng mà bây giờ nó hết mùa rồi. Đấy là bán anh em người ta vẫn chia, người ta vẫn gọi là mua. Thì hôm nay bán cho mọi người với cái mật ong xịn này với cái mức giá là 340 một lít. Nếu bác nào lấy 3 lít thì em lấy 1 triệu qua ship. Anh em thử dùng cái mật ong tháng 3 này, nó thơm như mùi dứa luôn. Thơm, nó thơm nồng nàn luôn đấy. Còn mật ong tháng 4 nó thơm dịu các bác nhé. Vẫn là thuốc dạ dày đại tràng. Em bán hết cái này. Hôm nay lấy mấy gói, dạo này cũng rất là bận, định làm thêm một số công việc khác với này. Nó cũng nhiều việc, nó cũng lu bù vào, cũng chưa đâu vào đâu. Thì thuốc dạ dày 230.000 đồng một gói, trị tất cả các loại. Viêm hang vị, viêm loét, đau thượng vị, nhiễm khuẩn HP, đau dạ dày, đau đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa. 230.000 một gói. Hạt dổi 20.000 một lạng. Anh em nghe giật mình không? 200.000 một cân. Đấy, hàng dổi bây giờ họ trồng được nhiều. Hàng dổi cổ thụ trước nó đắt cứ 2-3 triệu cân, giờ em bán 200.000 một cân. Đấy. Mật ong như này. Mật ong khoái đóng bình 2 cân. 380.000 đồng một cân các bác nhé. Có thể các bác thấy em cũng có lúc em bán đến 250 một lít mật ấy. Cái mật đấy là mật tháng 4, tháng 5 hết đi. Đấy. Còn tất cả em phân loại đây. Khi em phân loại ở đây thì tháng 3 là đầu tiên thế này. Đấy, chuyển sang bên này là tháng 4. Đấy, tháng 5 thì là mấy cái xô tháng 5 là đã chuyển qua dãy bên này. Đấy, tức là cách phân bố của em là có trình tự lần lượt tử tế. Đấy, cho nên là anh em không phải lo lắng về cái việc là mình đã bị mua bắt đắt của cái thằng này. Không phải. Tức là em bán bao giờ cái giá của em ổn định nhất. Đấy, ví dụ mình nhập được giá thấp thì mình bán cho anh em. Đấy, cũng là chia sẻ với anh em những cái sản phẩm quý của Lai Châu. Lá mát gan 65.000 đồng một cân, trà sơn mật 60.000 đồng một cân. Đấy. Thuốc la hán quả 195.000 một cân. Đấy. Táo đỏ Tân Cương, cái này là 80.000 đồng một cân. Mướp đắng rừng 230.000 đồng một cân. Hà thủ ô giúp xanh tóc đỏ da 350.000 đồng một cân, gồm 2 lọ các bác nhé. Đấy, em có chè, cái chè này uống rất là đậm, chè Thái Nguyên 450 một cân. Các bác thử một gói này xem, cực kỳ đậm luôn. Đậm mà ngon, đúng là đáng, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Bán hộ một người chị, nhưng mà có vẻ như đăng từ hôm nọ đến giờ vẫn ế vì là khả năng giá hay hơi cao. Còn cái loại chè Lai Châu này vẫn bán 150 cho các bác nhé. Đấy.
Anh em mà yêu mến chè mà tìm hiểu sâu về chè, có những cái dòng chè nó 3-4 triệu một cân, dòng chè nội đấy. Đấy. Ví dụ như cái dòng hồng trà hay là dòng lục trà này, hay là bạch trà ấy, là những cái loại mà tinh, gọi là những cái chế phẩm rất là tinh tinh hoa rồi. Đấy, thì cái hàng như thế này nó là những cái hàng phổ thông, hàng bình thường. May là có thằng ô long thơm này uống cũng 450 một cân, là hàng ô long, trà ô long. Còn đâu là đều hàng phổ thông cho anh em, ai cũng uống được, ai cũng tiếp cận được. Cái giá của nó thì tương đối rẻ. Ở đây thì lên với anh em là chỉ còn thuần loại 2, hồng trà 450, ô long thơm 420, ô long kim tuyên 280, ô long san tuyết 250, ô long thường 190, trà đội 2 Lai Châu 150. Đấy. À, chẩm chéo Tây Bắc 45.000 đồng một lọ. Loại này chấm sướng lắm. À, đông trùng hạ thảo đỏ 380, đen loại loại 1 là 500, loại xanh là 195. Em bán là giá rất rẻ luôn. Đấy là chia sẻ với tất cả các bác. Nhà em cái kho này thì cũng là nơi em dành lên video và livestream cho các bác thôi. Đấy, chứ em cũng không phải là cái gì đó quá ghê gớm. Đấy. Nhiều bác là cũng 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 chưa hiểu, cũng chưa rõ về em, nhưng mà em thì công việc chính chủ yếu là làm giáo viên. Giáo viên. Còn mặt mũi thì của em ra sao thì các bác có thể xem ở ảnh bìa hoặc là trên những video ở phía trước nữa, cũng đã có rất nhiều lần em lên livestream với các bác. Em xin chào và chúc sức khỏe tất cả anh em.